Chào các bạn, mình là Phú đây. Thì hôm nay thì mình sẽ xin được giới thiệu cho mọi người một cái chủ đề ở trong cái video này là về các bạn sinh viên ấy, ngành điện tử viễn thông thì nên học cái gì, học như thế nào để mà ra trường có thể tìm được một cái việc làm đúng chuyên ngành về cái lĩnh vực lập trình nhúng. Và ngoài ra thì mình sẽ trình bày thêm về một số các cái vấn đề, các cái lỗi thường gặp liên quan đến cái mặt định hướng nghề nghiệp của các bạn. Nên thế thì bây giờ nếu mà các bạn tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là đối với cả cái ngành lập trình embedded này thì nó cũng rất là rộng. Bên trong nó có rất là nhiều các cái lĩnh vực nhỏ, ví dụ như là về automotive này, hay là về networking cho các thiết bị 4G, 5G, 6G, hoặc là chúng ta làm về các thiết bị y tế, medical, rồi là về IoT, rồi smart home, vân vân, rất là nhiều. Thì bên trong những cái lĩnh vực đấy thì nó có những cái sự khác nhau nhất định. Mỗi một cái hướng đi thì nó, nếu mà đi sâu ấy, thì nó sẽ có những cái yêu cầu riêng về mặt chuyên môn. Ví dụ như là nếu mà các bạn mà làm sâu về IoT ấy, thì sẽ phải cần có kiến thức về các cái hệ điều hành riêng của IoT như là về Zigbee hoặc là các cái chuẩn giao thức chuyên dùng trong IoT, ví dụ như là Bluetooth rồi vân vân. Đó, hoặc là các cái giao thức chuyên dùng trong IoT, hoặc là về automotive chẳng hạn thì nó lại có các cái chuẩn riêng về automotive như là về AutoZa này. Đó. Rồi là các cái dòng real time OS hoặc là các cái dòng OS chuyên biệt ở trong automotive, ví dụ như là QNX, NQX rồi là AGL. Đó. Rồi tương tự nếu mà các bạn mà làm embedded cho các thiết bị networking chẳng hạn thì nó lại yêu cầu chuyên sâu về phần networking như là các cái chuẩn 4G, 5G này, Wi-Fi này, rồi là các cái giao thức ở trong internet như là HTTP, HTTPS, SMP, vân vân. Thế thì từ cái góc nhìn của sinh viên mới ra trường ấy, thì khi mà chúng ta kiến thức chúng ta còn chưa nhiều ấy, mà các bạn mà nhìn vào các cái list, các cái skill của từng các cái chuyên ngành ấy, thì các bạn sẽ cảm giác là nó rất là hoang mang, rất là hoang mang, và nhiều khi ấy, chúng ta cũng không biết là phải học. Chúng ta sẽ bị phân vân là chúng ta nên học các môn gì để mà làm được về automotive, hay là chúng ta nên học môn gì để làm về IoT, hay là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái nào, đúng không? Lựa chọn theo automotive thì hay hơn, hay là lựa chọn theo IoT thì hay hơn, vân vân, đúng không? Nên là khó cho người mới. Đấy thì chính vì cái lý do đấy nên là mình mới quay cái video này. Thế thì như này nhé, nếu mà các bạn mà để ý các cái post tuyển dụng fresher ấy cho các cái dự án về embedded, kể cả là về IoT hay là về automotive hay là về networking ấy, nếu mà cái level fresher ấy các bạn để ý thì cái phần requirement của người ta nó rất, người ta đề ra nó rất là giống nhau, đúng không ạ? Không hề khác nhau đâu. Tất cả các cái sản phẩm, các cái nhánh nhỏ ở trong embedded ấy, thì cái skill mà người ta đề ra yêu cầu cho level fresher thì nó sẽ giống nhau. Đấy là một cái điểm mà các bạn phải để ý. Còn khi mà ở cái level gọi là ở trên một chút ấy, thì người có kinh nghiệm rồi, tầm khoảng 2 năm kinh nghiệm đổ lên ấy, thì cái phần yêu cầu của người ta sẽ bắt đầu có những cái yêu cầu, những cái skill, những cái kinh nghiệm chuyên biệt cho cái lĩnh vực đấy. Đó. Thì chúng ta phải để ý, đúng không ạ? Chúng ta phải để ý, chúng ta vừa ra trường thì chúng ta là level fresher, chúng ta phải để ý các cái post tuyển dụng đối với cả cái level fresher người ta yêu cầu cái gì, đúng không? Thì nếu mà các bạn để ý nhá, các bạn có thể là sau cái video này các bạn có thể lên trên mạng, các bạn đọc thử lại các cái post tuyển dụng ấy, và các bạn tinh ý các bạn nhìn ý, thì thấy là các cái post tuyển dụng đối với cả cái level fresher ấy thì cái bộ skill của người ta yêu cầu là rất giống nhau và đều là các cái skill nền tảng. Thì nó sẽ bao gồm 4 cái skill chính này. Thứ nhất là lập trình vi điều khiển này. Thứ hai là lập trình C và C cộng cộng. Đó. Thứ ba là
yêu cầu về hệ điều hành, kiến thức về hệ điều hành Linux, mà nó là cái kiến thức ở ở cái tầng dưới, cái tầng để mà lập trình được Dev driver ấy. Đó. Và thứ tư là tiếng Anh. Đấy là bốn cái skill nền tảng. Cho dù bạn apply vào bất cứ một cái dòng dự án nào đúng không? Đối với cả cái level professor đấy thì nó sẽ đều yêu cầu bốn cái skill nền tảng đấy. Đó. Ngoài ra thì sẽ có một số các cái skill khác nữa thuộc dạng là nice to have thì tí mình sẽ nói sau. Đúng không ạ? Đó. Thế nếu như mà chúng vấn đề đây ấy, tại sao cái post tuyển dụng ấy đối với cả cái level fresher thì nó lại khác so với cả cái level mà gọi là experience có kinh nghiệm rồi, nó lại khác nhau. Thì là do cái mindset của cái nhà tuyển dụng ấy. Khi một cái nhà tuyển dụng mà tuyển các cái bạn sinh viên mới ra trường ở cái level fresher ấy thì người ta sẽ xác định là tuyển các bạn vào dự án và sẽ có cái sự đào tạo thêm, chứ không yêu cầu các bạn là join dự án là các bạn phải làm việc được luôn như một cái bạn có kinh nghiệm, đúng không? Ở đây họ tuyển bạn vào và bạn và họ sẽ đào tạo thêm các bạn những cái kiến thức đặc biệt chuyên biệt ở trong cái dự án đấy. Nó thành ra là người ta sẽ tìm kiếm những cái bạn là thứ nhất là có kiến thức nền tảng tốt, thứ hai là tư duy tốt và chăm chỉ cẩn thận thì họ vào sẽ đào tạo thêm, đúng không? Đó. Thế chúng ta học ở trên trường đúng không? Chúng ta phải hiểu là thị trường người ta yêu cầu cái gì đối với cả chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta mới mới có được những cái bước chuẩn bị nó đúng và thị trường, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ quay lại là đối với cả cái các bạn sinh viên ấy, thì phải học nó như thế nào. Thì những cái kiến thức mà cần phải học ở trên trường ấy thì mình sẽ chia ra nó làm hai loại. Một là must have. Must have tức là bắt buộc các bạn phải có. Gần như nếu các bạn nó không có những cái kiến thức này ấy, thì khả năng rất cao là các bạn ra trường các bạn sẽ không xin được việc. Đấy là thuộc loại must have. Thứ hai là nice to have. Nice to have tức là nếu như mà các bạn có được những cái skill này ấy, thì các bạn sẽ được cộng điểm rất là lớn trong cái quá trình mà các bạn phỏng vấn. Đúng không ạ? Đó. Thế thì cái bộ skill must have thì chính là cái bốn cái skill vừa xong mà mình vừa mới nói, đúng không ạ? Là lập trình vi điều khiển này. Ở cái phần lập trình vi điều khiển này các bạn phải lưu ý nhé. Lập trình vi điều khiển ở đây là lập trình vi điều khiển phải trực tiếp thông qua thanh ghi, tức là các bạn lập trình con vi điều khiển mà không dùng đến thư viện của nó thì đấy nó mới là cái lập trình vi điều khiển, đúng không? Khi mà các bạn phỏng vấn vào các cái dự án ấy, thì họ cũng sẽ không hỏi các bạn là chẳng hạn như là để mà làm được tính năng này thì em dùng cái hàm gì ở trong thư viện nào đâu, họ sẽ không quan tâm cái chuyện đấy, mà thường họ sẽ quan tâm đến, họ sẽ yêu cầu các bạn là trình bày về mặt bản chất sâu xa của cái phần vi điều khiển. Ví dụ chẳng hạn như là bản chất của cái module DMA trong vi điều khiển nó là cái gì, để mà dùng nó thì phải thực hiện các cái thao tác về mặt phần cứng nó như thế nào, đúng không ạ? Rồi tương tự như là họ sẽ hỏi các bạn là các cái chuẩn truyền thông ở trong vi điều khiển như là SPI hay I2C bản chất hoạt động như thế nào, đúng không? Đấy, rồi có thể họ sẽ hỏi các bạn là cách lập trình các cái con vi điều khiển mà bạn đã từng làm rồi như là STM32 hoặc là Atmega hoặc là gì đấy nó như thế nào, thì các bạn phải lưu ý cái điểm đấy, đúng không ạ? Chúng ta lập trình là chúng ta sẽ dùng gọi là raw, lập trình raw C ở trên con vi điều khiển và can thiệp trực tiếp xuống phần cứng, không thông qua thư viện hay là SDK hay là HDL. Đấy là phần vi điều khiển nhé. Tại sao họ nhà tuyển dụng ấy, họ không quan tâm đến cái vấn đề dùng thư viện ấy? Tại vì là khi mà các bạn lập trình con vi điều khiển mà bạn lập trình trực tiếp xuống dưới phần cứng của nó ấy, bạn hiểu nguyên lý của phần cứng ấy, thì sau này ấy, khi mà bạn chuyển sang làm một cái con vi điều khiển khác nhé, ở trong dự án ấy và dùng thư viện ấy, thì các bạn sẽ tiếp cận rất là nhanh, nó không phải vấn đề, đúng không ạ? Đấy là một. Thứ hai nữa ấy, là nếu mà các bạn đã hiểu sâu về con vi điều khiển ấy, thì sau này kể cả khi các bạn dùng thư viện ấy, thì cái code của các bạn nó cũng sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Đó, thế đấy là vì sao mà cái từ góc độ của nhà tuyển dụng họ lại đánh giá các bạn theo cái góc góc nhìn như vậy. Đấy là về phần vi điều khiển này. Cái phần thứ hai nhá là về ngôn ngữ C và C cộng cộng, đúng không ạ? Đấy thì cái C hay là C cộng cộng ở trong lập trình nhúng ấy, thì cũng như vậy thôi. Các bạn phải học, phải thực sự là chuyên sâu về C. Thì mình thấy đa phần là sinh viên các bạn mới ra trường ấy thì cái phần C của các bạn học trên trường mình cảm giác là vẫn không không đủ sâu. Không đủ sâu, chẳng hạn như là
các cái tính năng chẳng hạn như là về con trỏ chẳng hạn, bạn cũng không thực sự hiểu về con trỏ. Có thể bạn dùng thì bạn dùng được, nhưng mà thực sự là bạn cũng không không hiểu sâu về con trỏ. Rồi là khi rồi là chẳng hạn như là các tính năng như về struct chẳng hạn, struct alignment, con trỏ hàm, rồi define macro vân vân trong C. Tức là đâu đấy là các tính năng của C thì các bạn có biết, nhưng mà các bạn không hiểu đủ sâu để mà dùng được trong dự án. Đó. Tại tại vì sao lại phải yêu cầu các bạn đủ sâu ấy? Tại vì nếu mà các bạn biết dùng nhé, mà các bạn không thực sự hiểu sâu về nó ấy, thì nhiều khi các bạn code các bạn chạy thì chạy được, nhưng mà nó sẽ có những cái lỗi tiềm ẩn ở trong trong code, và về sau nó sẽ thành bug, là một. Thứ hai là code của bạn nó không thực sự là tối ưu. Đó. Thì đấy là cái lý do mà người ta yêu cầu bạn phải hiểu sâu về C như vậy. Đó. Đấy là phần C. Thì cái phần C này thì mình khuyên các bạn ấy là sau khi mà học xong phần C trên trường ấy, thì các bạn và trải qua được một số cái khoảng một số các cái bài tập lớn, bài tập nhỏ ở trên trường làm về C ấy, thì các bạn nên tìm, sau khi bạn đã quen quen với ngôn ngữ C rồi, thì các bạn nên tìm một cái quyển sách nước ngoài viết về C. Ví dụ như là các bạn search ấy, chẳng hạn như là 10 quyển sách hay nhất về ngôn ngữ C chẳng hạn ở trên mạng, thì họ sắp xét, thì các bạn đọc một trong bất kỳ 10 quyển đấy cũng được. Các bạn đọc một quyển đấy, đọc những quyển đấy thì các bạn mới đọc xong ấy, các bạn nghiền ngẫm để mà các bạn hiểu về ngôn ngữ C, sau đó lại quay lại làm tiếp các cái bài tập lớn, các cái project ở trong trường, và mình vừa làm mình vừa ngẫm nghĩ đấy. Thì đấy là phần C nhá, phần là C cộng cộng thế. Nhưng mà nhìn chung ấy thì mình thấy là cái phần C cộng cộng đối với cả cái level professor ấy thì họ vẫn chưa yêu cầu quá nặng đâu, chưa yêu cầu quá nặng. Chưa yêu cầu quá nặng, tức là chẳng hạn như là về phần các cái kiến thức, các cái tính năng nâng cao của C cộng cộng này, hay là chuyên sâu về phần lập trình đối tượng ấy, thì họ có yêu cầu chứ không quá nặng. Chúng ta cứ tập trung dùng ngôn ngữ cho nó tốt là được. Rồi, cái phần thứ ba là về tiếng Anh. Về tiếng Anh thì nó như này này. Đến hiện tại thì hầu hết các cái công ty mà có môi trường làm việc tốt, có cái chế độ đãi ngộ tốt ấy, thì hầu như là sẽ đều yêu cầu tiếng Anh. Tại nếu mà các bạn không có tiếng Anh thì các bạn ra trường bạn vẫn có thể tìm được việc làm, nhưng mà cái số lượng công ty đấy nó cũng không nhiều, nó bó hẹp cho các bạn là một. Thứ hai là khả năng cao là những cái môi trường như vậy thì về mặt đãi ngộ nó sẽ không được cạnh tranh bằng những cái công ty mà họ làm gia công cho nước ngoài. Đấy thì các bạn cũng cân nhắc cái đấy. Thì mình nói chung là bây giờ tiếng Anh các bạn buộc phải có, và tiếng Anh này không phải là chỉ mức độ là các bạn đọc hiểu tài liệu đâu. Sinh viên ra trường thì ai cũng đọc hiểu tài liệu hết rồi, bằng chuyên ngành bằng tiếng Anh nó hết rồi. Thì cái sự khác biệt ở đây là các bạn phải giao tiếp được trong cái buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Để có thể là cái phần phỏng vấn chuyên môn ấy các bạn không phỏng vấn được bằng tiếng Anh thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà ít nhất là những cái phần chẳng hạn như là giới thiệu bản thân này, hay là bạn giới thiệu xong và họ hỏi thêm các bạn về mặt cái câu hỏi như về mặt sở thích, về gia đình hay là về việc học hành chẳng hạn, thì bạn cũng vẫn phải trả lời được bằng tiếng Anh. Được chưa ạ? Để đối này đối với là tiếng Anh nhé. Và cái cuối cùng ấy là cái về cái phần hệ điều hành, kiến thức về hệ điều hành Linux. Đấy. Thì nếu như mà cách đây tầm khoảng 7 năm ấy, thì những cái post tuyển dụng về Fresher ấy, thì họ chưa yêu cầu nhiều về Linux. Nhưng mà nếu các bạn để ý gần đây, đúng không, cách đây khoảng từ 1-2 năm đổ lại đây ấy, thì đa số các cái post tuyển dụng lập trình embedded ấy, họ sẽ hay yêu cầu là ứng viên mới ra trường ấy, phải biết cả về hệ điều hành Linux. Thì biết về hệ Linux ở đây ấy, không phải là chẳng hạn như là biết cách dùng Linux giống như kiểu là các bạn dùng Windows đâu, không phải, mà tức là chúng ta biết cách lập trình ở trên cái môi trường Linux, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là chúng ta biết cách là code các chương trình C này, biên dịch bằng command line, đúng không ạ? Biên dịch bằng gõ lệnh đó, hoặc là chúng ta biết cách cấu hình hệ thống Linux nó như thế nào, rồi chúng ta biết cách lập trình driver cơ bản ở trên Linux, đúng không ạ? Lập trình các cái driver cơ bản ở trên Linux. Thì đấy là cái phần yêu cầu về hệ Linux, đúng không ạ? Thì đấy là bốn cái phần kiến thức cơ bản nhé, gọi là must have, đúng không ạ? Bắt buộc phải có, nếu mà không có thì ra trường sẽ rất khó để xin được việc làm. Rồi tiếp nhé, chúng ta sẽ đến cái phần những cái kiến thức là nice to have. Thế thì cái kiến thức nice to have này thì nếu mà các bạn có thì sẽ tạo thành một cái lợi thế rất là lớn
cho các bạn. Và trong cái giai đoạn hiện tại này nhé, khi mà cái sự cạnh tranh việc làm đối với cả cái level professor và từ 2 năm kia đổ lại nó rất là cao, đúng không ạ? Một cái cạnh tranh rất là cao. Tại vì bây giờ như chúng ta biết được là cái số lượng job tuyển level professor, đúng không ạ, so với cả cái số lượng ứng viên mà ra trường bây giờ thì nó rất là ít. Rất là ít. Khi là tuyển 1-2 vị trí nhưng mà có đến hàng chục, khoảng 20 CV gửi đến cơ. Đấy, thành ra là bây giờ là nice to have thì nhiều khi nó bắt đầu nó sẽ thành là must have, đúng không ạ? Tại vì nếu các bạn chỉ có mỗi must have không thì có gì vẫn không đủ để mà cạnh tranh được cả những ứng viên khác. Thế thì phần nice to have này sẽ bao gồm những cái skill gì nhá? Thì sẽ bao gồm là thứ nhất là cấu trúc dữ liệu và giải thuật này. Thứ hai là kiến thức về networking này. Đó. Và thứ ba là kiến thức về real-time OS. Mình từ view của mình thì tạm thời nó có ba cái đấy. Nếu mà bạn nào mà thấy thiếu cái gì bạn bổ sung thêm nhé. Ba cái đấy. Thế đầu tiên là chúng ta đi đến cái phần đầu tiên là cái phần giải thuật. Thì thực ra nhé, cái phần giải thuật này thì mình cũng đang băn khoăn là không biết là nên cho vào cái phần nice to have hay là cái phần must have. Tại vì sao? Tại vì thực ra là trong cái phần post tuyển dụng của người ta thì người ta không ghi yêu cầu về giải thuật. Nhưng mà vấn đề là khi mà các bạn phỏng vấn ấy thì kiểu gì cũng sẽ có một cái câu hỏi mà liên quan đến phần tư duy lập trình. Ví dụ nhá, họ sẽ có một câu hỏi chẳng hạn như là đưa cho bạn một cái dãy số nguyên dương bất kỳ, đúng không ạ? Và yêu cầu bạn là tìm ra cái vị trí của cái số lớn thứ hai trong dãy số đó với một cái độ phức tạp là nhỏ nhất. Đó. Thì mặc dù là trong cái post tuyển dụng người ta không ghi yêu cầu về giải thuật, nhưng mà rõ ràng là nếu mà các bạn lúc trước ấy mà các bạn không có tập tành qua về các cái bài về giải thuật ấy để chúng ta có rèn luyện cái tư duy về lập trình ấy, thì khi mà gặp các cái câu hỏi như thế nó khá là 50-50 cho các bạn trong cái chuyện trả lời, đúng không? Có lúc chúng ta trả lời được mà có lúc chúng ta không trả lời được. Đấy, thì cái môn giải thuật ấy trong lập trình ấy nó không phải là cái môn must have, nhưng mà vấn đề là nó lại là cái mà nó rèn luyện cho các bạn cái tư duy lập trình. Đấy, và cái tư duy lập trình ấy, tức là cái tư duy xử lý các cái vấn đề ngẫu nhiên trong lập trình ấy, nó lại chính là cái mà nhà tuyển dụng họ mong muốn tìm kiếm, đúng không ạ? Vì họ tuyển dụng các cái bạn professor, đúng không ạ, có kiến thức nền tảng tốt này, rồi là tư duy tốt, đúng không ạ, để chúng ta học nó nhanh. Thế đấy thì họ sẽ đánh giá tư duy của các bạn thông qua các cái câu hỏi tình huống trong lập trình kiểu như vậy. Đó. Thế thì để mà đảm bảo được là khi mà gặp các cái câu đấy chúng ta có thể là trả lời được ấy, thì chúng ta ở trên trường thì chúng ta nên học tập các cái học về phần giải thuật lập trình, đúng không ạ? Thì học về giải thuật lập trình ở đây ấy, thì sẽ là bạn học chỉ cần học cho mình cái phần cơ bản thôi, thì chính là tìm một cái cuốn sách về cấu trúc dữ liệu và giải thuật bất kỳ các bạn học. Đó, bạn học xong rồi, sau đó thứ hai là các bạn học xong thì các bạn có thể là lên trên các cái trang như là LeetCode chẳng hạn. Đấy, hoặc là CodeRank hoặc là gì đấy. Các bạn tập các cái câu hỏi cho mình ở các cái ngành điện tử viễn thông này ấy, thì lập trình embedded ấy, thì mình khuyên là chúng ta cũng không cần phải đầu tư quá nhiều đâu. Người ta cũng không quá nặng nề về giải thuật. Thì chúng ta khi mà lên các cái trang đấy chúng ta tập các cái câu về giải thuật ấy, chúng ta chỉ cần tập các cái câu dễ thôi. Tập các cái câu dễ vừa vừa là được. Thì đâu đó là cái phần giải thuật thì các bạn đầu tư cho mình khoảng 3 tháng nhé. 3 tháng để học. Rồi, đến phần thứ hai này. Cái phần thứ hai là kiến thức về networking, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nhé, các bạn biết là các cái thiết bị embedded ấy thì đa phần là khi mà chạy nó sẽ phải kết nối vào network, kết nối vào mạng internet, đúng không ạ? Chẳng hạn như là IoT, đúng không? Smart home thì nó cũng là kết nối vào internet. Hoặc là các cái thiết bị automotive thì nó cũng nhiều khi nó cũng kết nối vào internet. Đúng không ạ? Nó thế thành ra là khi mà lập trình embedded thì người ta cũng sẽ hay yêu cầu chúng ta phải có kiến thức về network để chúng ta lập trình, chúng ta kết nối đến mạng, gửi dữ liệu về server rồi nhận yêu cầu từ server, đúng không ạ? Đấy, thì cái phần networking này thì có thể là các bạn sẽ tìm một cái quyển sách, một cái quyển giáo trình về mạng máy tính ở trên trường đại học của bạn học. Đấy, chẳng hạn những cái kiến thức về cơ bản về network như là HTTP, HTTPS, TLS, rồi là DHCP, SM, MP vân vân, đúng không? IPv4, IPv6 vân vân, rồi mạng NAT nó là cái gì, mạng LAN là cái gì, đúng không ạ?
thì chúng ta phải nắm được. Đấy, thì nhiều khi là đi phỏng vấn thì họ sẽ hỏi các bạn các cái câu hỏi về networking đấy, đúng không ạ? Và cái cuối cùng là kiến thức về hệ điều hành Real-Time OS. Đấy, thì Real-Time OS nó là một cái hệ điều hành rất là phổ biến trong lập trình nhúng, thì các bạn cũng nên học. Thì sinh viên ấy thì chắc là họ sẽ học cái hệ điều hành là FreeRTOS thôi. Như mình đánh giá thì cái thời gian, nếu mà các bạn nắm chắc về cái phần vi điều khiển rồi ấy, rồi là các bạn học cả về hệ điều hành Linux rồi ấy, thì khi mà các bạn học về Real-Time OS nó khá là nhanh, nó không mất thời gian đâu. Vì hệ điều hành Real-Time OS thì nó đơn giản hơn so rất là nhiều so với cả hệ điều hành Linux, được chưa ạ? Thì đấy là toàn bộ cái phần kiến thức mà các bạn cần phải có được ở trong cái hành trang trước khi các bạn ra trường. Theo mình ý, thì các bạn nên học cả phần must, phải trang bị cả phần must have và cả phần nice to have. Nhưng mà có điều là chúng ta sẽ phân bổ thời gian nó khác nhau. Tức là những cái kiến thức mà về phần must have ấy, thì có thể các bạn phải dành ra 6 tháng, thậm chí là 1 năm để mà học. Ví dụ như là về phần vi điều khiển, đúng không ạ? Hay là về tiếng Anh, hay là phần C, đúng không? Thì để mà nắm chắc và chuyên sâu được về nó thì chúng ta phải dành ra 6 tháng hoặc 1 năm để mà học những cái đấy. Thế còn cái kiến thức là nice to have thì chúng ta chỉ cần bỏ ra từ 1 đến 2 tháng thôi, chúng ta học, đúng không ạ? Và một cái điểm nữa nhá, một cái điểm nữa thì các cái skill mà dạng must have ấy, đối với cả sinh viên mới ra trường ấy, thì người ta sẽ yêu cầu nó không chỉ là basic đâu. Chẳng hạn các bạn mới ra trường bạn mà ghi chẳng hạn như là các bạn chỉ nắm được C là basic chẳng hạn, hoặc là nắm được Linux ở mức độ là basic, hoặc là phần vi điều khiển ở mức độ basic, thì khả năng cao là cái CV đấy nó sẽ bị loại ở vòng CV luôn, còn không được phỏng vấn đâu. Đấy thì đối với cả cái góc nhìn của nhà tuyển dụng ấy, thì sinh viên là mới ra trường ấy, thì những cái kiến thức cơ bản đấy các bạn phải nắm chắc nhé, chứ không phải là chỉ ở độ basic đâu. Có thể là các bạn chưa có kinh nghiệm thì không sao, thì ok, nhưng mà các bạn phải nắm chắc kiến thức, được chưa? Rồi nhé, thì chúng ta nắm được. Thì tóm lại ở đây chúng ta phải rút ra được một điều là dù cho chúng ta lựa chọn cái nhánh nào, đúng không ạ, thì cái phần kiến thức yêu cầu ban đầu ấy nó cũng sẽ giống nhau, đúng không? Là phải nắm được cái đấy đấy. Rồi, cho đến cái phần thứ hai trong cái video này, đấy là những cái lỗi thường gặp trong cái chuyện định hướng nghề nghiệp đối với cả các bạn sinh viên nhé, trước khi ra trường. Đầu tiên ấy, mình thấy có một cái lỗi thường gặp đầu tiên là các bạn sinh viên mới ra trường ấy, thì các bạn thứ nhất là các bạn bị phân vân, không biết là lựa chọn cái ngành nào, cái chuyên ngành nào cho nó phù hợp với cả các bạn là một này. Thứ hai nữa là các bạn không biết là phải học những cái môn gì, đúng không ạ? Thế thì như mình vừa mới nói, đúng không ạ? Thì thực ra như này nhá, theo mình nhá, thì sinh viên mới ra trường ấy, thì cái chuyện mà các bạn lựa chọn đi theo hướng là automotive này, hay là IoT này, hay là networking này, hay là cái gì ấy, thì nó không quan trọng lắm. Không quan trọng đối với cả các bạn lúc đấy đâu. Đó. Mà chúng ta chỉ cần, tại vì thực ra là mới ra trường thì các bạn làm theo cái hướng nào thì các cái skill các bạn làm nó cũng tương tự như vậy thôi. Thế thì chúng ta chỉ cần, theo mình ý, thì mới ra trường các bạn chỉ cần tư duy là, chẳng hạn là các bạn xác định ra trường các bạn làm theo hướng là development hay là về automation test, về testing đó, là một, thế thôi là đủ. Thế thì nếu mà theo hướng development thì các bạn lại quan tâm thêm một cái nữa là các bạn sẽ theo là development ở cái tầng high level application, hay là development ở cái tầng là low level developer, thì chúng ta quan tâm đến một trong hai hướng đấy, đúng không ạ? Hoặc là theo hướng full stack, tức là làm từ dưới lên trên, thế thôi. Chứ còn không quan tâm về lựa chọn ngành luôn đâu, mình nghĩ nó không quan trọng cái chuyện đấy, được chưa? Thì đây là thứ nhất. Thứ hai nữa ý, là chúng ta phải nắm được là đối với cả cái level sinh viên ý, thì đừng nên tập trung quá nhiều thời gian để mà học các cái kiến thức chuyên ngành về từng hướng một. Ví dụ nhé, như mình thấy chẳng hạn, nếu mà các bạn search là một số các cái khóa học về lập trình IoT ý, cho sinh viên ý, ở trên mạng ý, thì mình thấy là các bạn ấy dạy nó khá là lan man này, dạy từ lập trình vi điều khiển này, xong rồi dạy lên là lập trình web như nào rồi vân vân. Thì đâu đấy là mình đang hình dung là nếu mà các bạn học xong một cái khóa như vậy ý, thì chúng ta có thể làm được gọi là full stack cho một cái dự án IoT ở quy mô nhỏ.
Nhưng mà theo quan điểm của mình ấy thì như thế nó không hợp lý. Nếu mà dạy như vậy nó sẽ không hợp lý. Tại vì sao lại không hợp lý thì mình phân tích cho các bạn nghe nhé. Lập trình embedded ấy thì nó sẽ mang tư tưởng của công nghiệp. Và bây giờ nó phát triển nó rất là chuyên môn hóa rồi. Nếu mà lập trình embedded ở trên thế giới bây giờ nó rất là chuyên môn hóa, tức là mỗi một cái bạn kỹ sư ấy, khi mà join vào dự án ấy, thì chỉ làm trong một cái mắt xích nào đấy thôi và sẽ làm chuyên môn chuyên biệt trong cái mắt xích đấy. Để làm sao để cho cái sản lượng code của các cái chất lượng code của các bạn ấy ở trong cái mắt xích đấy nó rất là chuyên nghiệp và nó tối ưu. Đó. Thế ví dụ chẳng hạn như là trong cái một cái project về embedded chẳng hạn thì cái phần web thì sẽ có bạn chuyên về web là cái phần device driver, bring up hardware, firmware thì sẽ có một bạn chuyên về firmware là tầng thư viện code bằng C cộng cộng bằng C C cộng, có một bạn chuyên về C cộng cộng làm, đúng không ạ? Rồi là kể cả là cái tầng app làm về UI có thể cũng sẽ có một cái bạn chuyên về application làm. Để nó sẽ chia chuyên biệt như thế. Thế còn cái chuyện mà làm full stack ấy thì mình thấy là đa số là sẽ là dạng như là một là startup. Nhưng mà thường cũng là startup ở Việt Nam thôi. Startup ở nước ngoài thì họ cũng không mấy khi họ đã thuê outsourcing ở Việt Nam đâu. Startup ở nước ngoài thì họ cũng làm full stack vậy thôi, nhưng mà vấn đề là họ sẽ không thuê outsourcing ở Việt Nam. Nên là đấy. Thì đa số chúng ta ở Việt Nam nếu mà làm như thế thì thường sẽ là làm một là startup ở Việt Nam hoặc là làm các cái project, các cái công ty nhỏ ở Việt Nam thì mới làm full stack như vậy. Để còn đâu đa số các cái job mà làm cho nước ngoài ở những cái nơi mà có môi trường tốt ấy, thì sẽ xác định là sẽ phải làm chuyên biệt hóa như vậy, đúng không ạ? Thế thành ra là đối với các bạn mà đi học ấy, nếu mà các bạn mà học sa đà như thế, đúng không? Học cả web cho embedded, rồi học cả code app UI cho embedded, đúng không ạ? Rồi học cả tầng dưới thì nó khá bị loãng. Và vấn đề là khi mà các bạn phỏng vấn ấy thì khả năng cao là cái nhà tuyển dụng ấy họ chỉ hỏi các bạn chuyên biệt về một thứ thôi, là web, họ hỏi chuyên về web. App UI họ hỏi chuyên về app UI, về QT, đúng không ạ? Về các cái UI ở trên thằng môi trường Linux. Rồi là driver, họ hỏi chuyên về driver chứ họ không hỏi một lúc cả ba thứ. Đấy, thành ra là nó sẽ là bất lợi cho các bạn đấy. Sẽ là bất lợi cho các bạn. Đấy thì các bạn cũng phải nên lưu ý cái này, đúng không ạ? Nên lưu ý cái này, chúng ta xác định rõ cái hướng đi nào chúng ta, đúng không ạ? Về test hay là code app hay là code tầng dưới, đúng không ạ? Xác định rõ hướng rồi thì chỉ học các cái môn ở trong cái hướng đấy thôi. Rồi nha, thì đấy là một cái điểm, một cái sai lầm mà các bạn hay mắc phải trong cái chuyện mà các bạn định hướng nghề nghiệp. Các bạn là lan man quá nhiều. Và thứ hai là bị mông lung, bị dành quá nhiều thời gian học các cái môn chuyên biệt cho các cái ngành như là IoT hay là automotive, đúng không ạ? Rồi, ta đi đến cái thứ hai nữa ấy, là thứ hai là cái quá trình mà các bạn làm, gọi là cái code của các bạn ấy, trong quá trình các bạn làm đồ án trên trường ấy, nó không tối ưu. Thì nó như này này, ở trên trường ở đại học ấy, như mình để ý nhá, thì nói thật ra là cái chuyện chấm điểm ấy đang bị nặng về mặt đánh giá tính năng. Tức là khi mà chấm điểm bài tập lớn hay là đồ án ấy thì sẽ hay bị nặng về cái chuyện là đánh giá theo tính năng. Các bạn làm một cái đồ án, một cái sản phẩm mà nó có càng nhiều tính năng mà nhìn nó hay ho ấy thì càng dễ được điểm cao. Đấy. Chứ còn cái chuyện mà đánh giá chuyên sâu về phần kỹ thuật lập trình này, cái chuyện là tối ưu số code ấy, thì đang đang không được đánh giá cao. Thì đây là nó là một cái khoảng gap rất là lớn giữa cái tiêu chí đánh giá ở trên trường đại học với cả cái tiêu chí đánh giá ở doanh nghiệp. Ở trong doanh nghiệp ấy thì cái phần mà thiết kế tính năng sản phẩm ấy, thậm chí là design project ấy, thì sẽ có những cái người người chuyên làm cái đấy họ làm rồi, ví dụ như là những cái ông như là SA, đúng không ạ? Software Architecture hoặc 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 là Solution Architecture là những người họ sẽ chuyên làm những cái đấy. Còn chúng ta vào chúng ta sẽ là làm cái phần coding, chúng ta là coder, đúng không ạ? Đấy thì thành ra là họ sẽ chỉ quan tâm đến, để các bạn họ sẽ có quan tâm đến là các bạn code ấy đã tối ưu hay chưa? Đúng không ạ? Tối ưu là tức là như nào? Tức là thứ nhất là các bạn đã cover được những cái tình huống lỗi hay chưa? Đúng không ạ? Code chẳng hạn như là ví dụ như là các cái giá trị trả về của các hàm chẳng hạn, các bạn đã check giá trị trả về của nó hay chưa? Trong trường hợp mà nó không lỗi thì nó như thế nào? Trong trường hợp mà nó có lỗi thì các bạn xử lý nó như nào, đúng không ạ? Rồi là code của các bạn đã tối ưu hay chưa? Các bạn đã code theo đúng convention hay chưa?
Rồi các bạn có biết dùng Git hay không? Dùng Git nó có chuẩn hay không? Rồi ví dụ như là các bạn làm bài tập nhóm đúng không ạ? Thì các bạn có biết cách là phối hợp cái phần có code của các bạn với cả code của người khác hay không? Rồi chẳng hạn như là bạn code ra một cái hàm thư viện chẳng hạn. Thì bạn thiết kế cái hàm thư viện đấy liệu nó đã dễ sử dụng đối với người khác hay chưa? Đó. Đấy thì các bạn cũng phải lên lưu ý đúng không ạ? Các bạn cũng lên lưu ý là ở trên trường ấy thì chúng ta sẽ ưu tiên điểm số hơn hay là ưu tiên cái kiến thức chúng ta thu được về hơn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mà ưu tiên cái kiến thức chúng ta thu về hơn ấy thì nhiều khi là các bạn sẽ phải đánh đổi, đúng không ạ? Đánh đổi tức là chúng ta sẽ giảm bớt cái phần tính năng ở trong các cái bài tập lớn chúng ta làm. Thay vào đó chúng ta sẽ đầu tư thêm thời gian để mà tối ưu code của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Chúng ta cũng phải lưu ý thế này. Đây là một cái điểm thứ hai, đúng không ạ? Cái điểm thứ hai. Để mình xem còn cái điểm gì nữa không nhỉ? Đó. À, có một cái điểm nữa là như này. Có một cái lưu ý nữa mình thấy cũng hay như này. Mình thấy là các bạn sinh viên ấy thì cũng hay là chúng ta không tự đánh giá được là cái khả năng của chúng ta hiện tại đang như thế nào. Nhiều khi nhá, các bạn học trên trường các bạn học rất tốt, điểm cao. Nhưng mà chưa chắc là cái kỹ năng rồi là cái kiến thức của các bạn có ấy, đang là đạt được so với cả cái yêu cầu của nhà tuyển dụng đâu nhá. Hai này nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Đó. Thế thì các bạn sinh viên khi mà chưa ra trường ấy thì các bạn nên như này, mình khuyên các bạn nên như này, thế nào chẳng hạn như là tầm năm 3, tầm đầu năm 3 ấy, khi mà các bạn đã hòm hòm các cái kiến thức cơ bản ở cái phần must have rồi ấy, thì các bạn nên nhờ một cái anh nào đấy, một cái anh kỹ sư senior nào đấy ở ngoài bạn quen đúng không? Thì các bạn nhờ các anh ấy là phỏng vấn các bạn một buổi. Dành ra một buổi khoảng một tiếng phỏng vấn các bạn để các anh ấy đánh giá cái kiến thức hiện tại của các bạn đối với cái yêu cầu thị trường nó đang là như nào. Như mình cũng thế thôi, mình phỏng vấn học sinh của mình đúng không? Mình thấy là nhiều bạn có thể là về mặt điểm số các bạn rất là cao, các bạn có bằng giỏi ở trên trường, nhưng mà mình thấy là về mặt kiến thức si hay là về vi điều khiển hay vân vân ấy thì các bạn vẫn đang bị hỏng, vẫn chưa đạt yêu cầu, thậm chí là có khoảng cách rất là lớn so với cả cái yêu cầu của thị trường. Đấy thì chúng ta cũng có phải có một cái đúng không? Tầm năm 3, đầu năm 3 là chúng ta nên nhờ một cái anh nào đấy senior, các anh phỏng vấn chúng ta và cho chúng ta một cái lời khuyên hiện tại chúng ta đang như thế nào, đúng không ạ? Nếu mà cái gì chúng ta còn thấy anh ấy đánh giá chúng ta còn yếu, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải bổ sung hơn. Thì đấy là một cái lưu ý nữa, đúng không ạ? Đó. Thế thì cái phần video của mình chắc đến đây thôi. Mình thấy nó cũng khá là dài. Lúc đầu mình định quay khoảng 10 phút thôi. Nhưng mà mình nói nó lan man quá. Nhiều ý. Thành ra là 10 phút nó không hết. Giờ mất 30 phút rồi, đúng không ạ? Đấy, thế tóm lại nhé. Tóm lại đến cuối cái phần... Sau khi mà các bạn xem xong cái phần video này, đúng không ạ? Thì chúng ta rút ra được những cái gì, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta phải biết được là những cái kiến thức là must have, những cái kiến thức là nice to have mà chúng ta phải chuẩn bị trước khi ra trường, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta có ba cái điểm lưu ý, đúng không? Ba cái điểm lưu ý, những cái sai lầm thường gặp đối với cả sinh viên, đúng không? Thứ nhất là chúng ta không nên học đối với cả level sinh viên, đúng không? Chúng ta không nên quá xa đà vào cái chuyện là lựa chọn cái chuyên ngành gì sau khi mà ra trường, IoT hay là automotive hay là networking. Khi ra trường chúng ta đừng quá lo lắng cái chuyện đấy, đúng không? Chúng ta cứ tập trung học các cái môn nền tảng cho mình, cho các bạn, đúng không ạ? Học tập trung các cái môn nền tảng. Thứ hai nữa là chúng ta học và làm đồ án ấy, ở trên trường ấy, thì phải chọn đề tài nó gần với cả thị trường thực tế. Và thứ hai là code thì tập trung vào phần coding, ở phần tối ưu hơn là tính năng, đúng không ạ? Thứ ba là nên có cái chuyện là nhờ các cái anh kỹ sư có kinh nghiệm các anh ấy phỏng vấn chúng ta. À đấy, còn một cái điểm nữa. Một cái điểm nữa mình cũng nghĩ các bạn phải nên cân nhắc thật kỹ. Đấy là cái chuyện mà chúng ta lựa chọn dự án và công ty đầu tiên. Cái dự án và cái công ty đầu tiên là một cái rất là quan trọng cho các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình các bạn phát triển nghề nghiệp về sau. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn mới ra trường ấy, chúng ta chưa hề có các cái lối mòn về mặt tư duy, chúng ta giống như một cái trang giấy trắng ấy. Nên là cái chuyện mà dự án các bạn làm này, rồi là cái người mentor, cái anh leader ấy mà định hướng giúp đỡ các bạn trong những cái đoạn đầu, một năm đầu, hai năm đầu ấy, nó rất là quan trọng.
Đấy. Cái quan trọng tức là sao, tức là trong giai đoạn đầu ấy thì cái người leader đấy họ sẽ định hướng các bạn cái cách mà các bạn tìm hiểu vấn đề, cách tư duy, cách giao tiếp vân vân ấy. Thì những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng các bạn rất là nhiều. Rồi là các cái công nghệ các bạn dùng trong dự án nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình mà các bạn phát triển về sau. Thế thì cái chỗ mà lựa chọn dự án này như này thì mình khuyên các bạn như này nhé, thật lòng luôn đấy. Nếu mà các bạn mà không quá gọi là quan trọng, tức là nếu mà về mặt hoàn cảnh của các bạn nhé, chúng ta thì mỗi người một hoàn cảnh thì mình cũng không có đánh đồng hết được, nhưng mà nếu ấy mà về mặt hoàn cảnh các bạn nó không quá nặng nề, không quá áp lực về mặt tiền bạc, thì mình khuyên là các bạn khi mà các bạn lựa chọn dự án mới ra trường ấy, thì các bạn nên lựa chọn, nên 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 gác cái chuyện tiền bạc sang một bên. Gác cái chuyện tiền bạc sang một bên, chúng ta sẽ bỏ bỏ cái đấy, vấn đề đấy sang một bên để mà chúng ta có được một cái nhìn sáng suốt nhất khi mà lựa chọn dự án. Thế thì theo mình ý, cái dự án đầu tiên các bạn lựa chọn thì các bạn nên lựa chọn thứ nhất là về mặt công nghệ, cái dự án đấy nó đang làm cái gì, nó có phải là những cái công nghệ thuộc dạng là generic ở trong cái thị trường lập trình embedded đấy hay không. Đấy là về mặt công nghệ. Thứ hai nữa ý, là cái vị trí các bạn vào làm ấy có được làm nhiều hay không, được làm nhiều hay không đấy, có được làm nhiều hay không, hay là các bạn vào các bạn chỉ làm tài liệu hoặc là làm các cái công việc cành lá thôi, nó không liên quan gì đến chuyên môn, đúng không ạ? Chúng ta phải lưu ý cái đấy nữa. Đấy, rồi là thứ ba nữa ý, là cũng nên để ý là cái cũng hơi khó, nhưng mà nếu mà có để ý được thì tốt, tức là cái người leader các bạn sau này ấy, thì anh ấy có phải là một cái người mà có nắm chắc kiến thức hay không, rồi là một cái người mà kiểu tính cách người ta trầm tĩnh ấy. Đấy. Thì những cái người đấy thì người ta sẽ có cái khả năng là chia sẻ kiến thức tốt và định hướng các bạn tốt về sau, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải lưu ý những cái đấy nữa. Đấy chứ? Thì có sẽ có tất cả là 4 điểm lưu ý cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì video của mình đến đây là mình kết thúc nhé. Đó, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình trong cái video này. Chúc các bạn nhé có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và chúng ta có được những cái đạt được những cái thành công sau khi chúng ta ra trường, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.